Xin chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi. Trời ơi, bữa nay Lợi đi tới một cái khu vườn này rất là đã luôn nha cả nhà. Bữa nay Lợi sẽ giới thiệu với cả nhà mình. Mình ở cái xứ sở Thanh Long mà đến tận ngày hôm nay Lợi mới biết được là Thanh Long da vàng. Wow, nghe có vẻ là nó hơi lạ lạ nhưng mà có thật nha cả nhà ơi. Trước giờ Lợi cứ nghĩ là không có đâu, Lợi chỉ nghĩ là ở nước ngoài thôi, người ta nói là chỉ ở nước ngoài mới có thôi. Nhưng mà bữa nay tại cái đất Long An này mà lại có một cái vườn như thế này. Là bây giờ là sẽ cho cả nhà mình xem thử nha, cái thanh long ruột vàng nha. Đây, wow, đây là trái xanh nè cả nhà. Trái xanh thì nó đậm, cái này nó đậm, nó giống cái trái ruột trắng ha anh Tính ha. Thì nó cũng tương đương với trái ruột trắng hả? À, cái này là vỏ vàng nhưng mà ở trong thì ruột trắng nha quý vị. Nó chỉ khác màu da nữa, chín lên khác đây. Màu à. Đây là cái này là nó chưa chín nè cả nhà ơi, nó sắp chín rồi, nó ửng rồi. Đó, đây. Hơn. Mình sẽ lại mình tâm sự với cái anh làm vườn ở đây nha. Đây cả nhà. Ủa anh ơi, cái thanh long này là mình trồng bao lâu, nó giống như cái thanh long của mình không? Thanh long trắng á. Thì nó cũng như thanh long trắng với đỏ mà khác màu à. Cũng chín lên khác màu da à. Chín lên nó chỉ khác màu thôi nhưng mà là cái mà trong cái ruột nó ăn nó ngon hơn, neo được có 15 20 ngày luôn mà. Ruột nó ăn thơm hơn ruột trắng bình thường. À. Nó cũng như là neo lên nó ăn nữa sau này nó cũng như ăn màu rau câu á. Ăn giống như rau câu. Giống rau câu ha. Đây nó không có cái trái nào mà chín để mình ăn hết á. Với lại cái thanh long này nó mắc lắm quý vị ơi. Cả nhà biết thanh long này giá mà lái vô mua là khoảng 300 ngàn một ký á cả nhà. 300 ngàn. Thì một trái nửa ký nó nằm khoảng 100 mấy. Đó, một trái thanh long 100 mấy chục ngàn. Tiền đâu ăn. Nhìn thôi. Tiền đâu ăn. Đó. Ý là vô tận vườn mà 200 mấy, vô tận vườn luôn mà 300 ngàn. Còn đưa đi ra siêu thị bán chắc 500-600 ngàn á. Xuất khẩu nước ngoài chắc cũng 800-900 cái triệu bằng 1 kg luôn á anh Tính ha. Trời ơi. Ôi cái thanh long này bao nhiêu năm rồi anh? Này chừng 11-12 tháng hả? Ôi mới 12 tháng là có trái rồi hả? Ừ. Cái này chắc trái đầu, trái tơ hả? Này là tơ luôn cho anh. Này tơ á. Này là đúng tơ luôn ha. Ừ. Chưa thu hoạch lần nào luôn. Không có mấy chục ký hả? Này lần này mới nhiều. Khoảng mấy chục ký bán giá nhiêu? 300. Wow, khoảng mấy chục ký bán giá 300 ngàn. Ôi, rất là đã. Ở đây mình được bao nhiêu trụ vậy anh? 500. 500 trụ là còn 3 công đất hả ta? Sắp 3 công, 3 công mấy nữa. Ôi, 3 công mấy đất á cả nhà ơi. Ôi, bây giờ là sẽ cho mình đi tham quan thử nha. Đi nè vợ. Có mấy dưới này tới chính là vàng vàng lên đẹp. Nè, wow, trời. Cả nhà thấy không? Một cây vậy là mình để được bao nhiêu trái hả anh? Tùy theo mình thời gian tuổi của thanh long thôi. À. Thì để cũng nhiều được. Nói chung là nó cũng giống y chang ruột trắng, ruột đỏ luôn. Mà nó chỉ khác màu thôi. Thì nửa chín lên khác màu da thôi. Ở bên nước ngoài em thấy cái trái thanh long màu vàng nhưng mà cái gai dữ lắm. Thì nó không có que như vậy mà nó có gai. Cái này mình có vuốt que gì không ta? Không vuốt, mà miễn được vuốt được 1 lần thì ngon. À, không cần vuốt nó vẫn xanh ha. Nó vẫn xanh. Nhưng mà mình vuốt một lần cho que nó cứng lên ha. Nó cứng, nó xanh long sạch luôn á. Dạ. Ủa, ổi nó bị gãy nhánh anh Tính. Không vô. Đó, lại cho là cả nhà mình tham quan cái vườn thanh long ruột vàng một chút xíu nữa mình đi tham quan cái ruột cái ổi ruột đỏ nha. Trời ơi, ở đây trồng ổi đỏ dữ lắm. Đẹp. Ủa này kêu giống ổi gì anh Tính? Ruby. À. Bây giờ nè, để kiếm cái cây nào nhiều nhiều em quay lâu lâu cho cả nhà xem. Lần đầu tiên ở xứ Thanh Long mình thấy được trái vậy là nó ẩn nè cả nhà. Ui ôi, trái này là hơn nửa ký rồi. Là mai mốt mình bán gần 200 ngàn một trái thanh long. Hơn nửa ký ha. Ừ. Nó còn lớn nữa mà em. Nó còn bự nữa. Nó còn bự nữa mà. Còn nặng nữa. Wow, một cái nhánh như thế này á cả nhà. Một cái nhánh thanh long như thế này là bán 6-70 ngàn một nhánh nha. Là một khúc vậy nè, là người ta ở đây là người ta kêu một hôm. Một gốc như thế này chúng ta sẽ trồng là 4 hôm nha. Là một gốc là 4 hôm mà một hôm là 70, 7 x 4 28. 7 x 4 28 là 280 ngàn một trụ mà mình trồng lên một năm mấy mình thu hoạch. Mà 500 trụ, 100 lại nói vậy thôi cả nhà tính giùm lại nha. Lại nhức đầu quá. Anh cái đó đẹp nè. Đây nè vợ. Đó. Trời ơi. Ơi. Wow. Chụp thumbnail nè, 1, 2, 3.
Rồi. Ôi đã quá trời ơi. Thích quá trời quá đất. Từ đó tới giờ em cũng mới thấy lần đầu đúng không? Đúng rồi, ở xứ Thanh Long mà mới thấy lần đầu. Chỉ thấy đăng trên Facebook chứ đâu có biết tận vườn. Đây là trái tơ nên nó còn thưa thớt, nhưng mà sau này cái cây nó sẽ lớn lên rồi ha, là cả nhà mình sẽ thấy nè. Đây cái cây này lấy được hai trái luôn nè, cả nhà thấy không? Nhánh chứ cái nhánh chứ, cái nhánh mình để được hai trái. Ủa Thanh Long mình để hai trái sao em thấy nó cũng bự quá vậy anh Tính? Ừ thì bình thường chứ đâu có gì đâu. Ôi để hai trái mà nó to vậy luôn hả ta? Thất quá. Cái này nó có tính lột gam bao nhiêu gam không anh? Thì nó cũng như lột đỏ thôi, lột trắng 3,5 gram. 3,5 gram. Mà này tại hàng tơ này dễ gì có lột ha. Quá trời mênh mông luôn. Ở bên kia đã gì nữa kìa. Tiền phân thuốc nữa. Mênh mông một luôn. Khoảnh đất như thế này trồng thanh long, trồng trái trái na cả nhà, là trái mãng cầu mình á. Không, na thái à. Ủa na thái hả? Na thái à, chứ không phải mình. Na thái 1 trái 1 ký 1 trái á. Wow. Trái 1 ký. Em ơi em kiếm cái cây nào như nhà thanh long em quay cho cả nhà xem. Lại biết chắc chắn là cả nhà rất thích xem cái trái thanh long màu ruột vàng này. Tại vì từ đó tới giờ là rất ít người biết được cái loại trái cây này nha. Nè em, lại đằng đây nè em, bên đây cũng nhiều lắm nè em ơi. Trời ơi em mê quá. Vậy anh lên đây làm với anh Tính luôn đi. Đây muốn nhiêu ngày anh Tính? 300. 300 ngàn là coi vườn ha. Ừ thì coi coi vừa làm luôn á. Chăm sóc luôn ha anh. Xịt thuốc rồi vút que được luôn hả? Không vút que sao làm được. Ủa không có vút que luôn hả? Thanh long này không có vút que luôn hả? Thanh long này không, không vút que. Đó coi là thanh long sạch rồi. Cái hàng này rất là nhiều nè em. Đó chỉ cái này không có trái chín nè. Nó chỉ xịt nụ tới thành trái là bỏ. À luôn á. Nè em chụp thumbnail neo tính này nè. 1, 2, 3. Wow, quá đã. Ôi ơi. Nó chưa chín nên lại không có mua mà ăn được, tại vì nó chưa chín. Nếu mà có trái nào chín thì lại sẽ mua một. Gì chứ? Ủa vậy anh Tính? Chín ăn nó chua như chanh vậy. Tức ơi. Khoảng 15 ngày đó lên là nó ăn ngon như đường. À. Wow. Vậy nó bây chua giờ cái này chín. Là chua dữ lắm. Cái này là chua dữ lắm ha. Cái đó ăn chua ăn không nổi. Cái này là chua ăn không nổi nên là thôi chắc lại cũng không thể mà mua được, tại vì nó chua lắm mình ăn không có được nha. Chứ lại tiền đâu mua. Ôi ơi. Cái này em thấy thanh long đẹp nè anh Tính, nó không có bị bệnh gì hết ha. Giống này kháng bệnh mạnh lắm. Wow. Nó ít thuốc mà. Cái này không bệnh gì luôn nha cả nhà, thanh long mà nhiều. Trời ơi cái này. Trời ơi cái này anh. Anh có để ý không, trái nhiều mà sẽ khác liền thấy không? Ừ. Trái đó bị đực á. Ủa thanh long đực á hả? Ừ. Ở tôm mà. Đó. Trái đó bị thanh long đực. Hồi nhỏ em thích ăn thanh long đó lắm á. Cây này tại là được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trái chín, 3 trái sống, 1 trái cho 200 ngàn đi. Cây nó lùng. 6, trời ơi, cái gì cả triệu bạc. Cả triệu bạc. Còn cái chỗ đất trồng thanh long này thì ở Long An nha cả nhà, lại không thể nào mà nói được. Tại vì đây là một cái khu nói chung là an ninh, an toàn. Và mình sẽ không thể chia sẻ được ở chỗ này chỗ nào nha. Tại vì nói chung là thanh long mắc quá, không dám chia sẻ. Thiệt luôn á, cái gì mà mắc quá mình không dám nói nhiều, mình chỉ cho cả nhà mình tham quan thử chơi khúc này thôi, chỉ biết nó là trên đất Long An vậy đó. Rồi đây, kế bên một cái vườn thanh long bạc ngàn màu vàng xanh ươm thì chúng ta sẽ đến với vườn ổi, bước qua hai bước là tới vườn ổi liền. Ổi này nhiêu ký anh Tính? 25 đến 30 ngàn. Bữa này nay cô có cắt bán không? Không. Nhưng mà em mua được em không? Mua. Được. Anh nói cổ em mua 5 ký. Một xíu nữa em mua ha. Nhưng mà bây giờ để em kiếm một trái mang tại vườn có thuốc gì không anh? Nó bọc vậy là đâu có còn thuốc men gì nữa đâu. Vậy hả? Bọc kín rồi phải không? Thì bây giờ anh hỏi là hỏi gì chứ nãy anh Tính hỏi gì? Ruby. Hỏi ruby. Này là hỏi ruby nha quý vị. Bây giờ lại nhắc lại đi không sao. Rồi sẽ hái thử một trái nha. Có thanh long thì không dám cho, chứ nổi thanh long mắc quá em cũng không dám. Không, thanh long mắc quá thì mình mua, nhưng mà nó chưa chín phải chín là em cũng mua thử nữa. Ăn không ngon.
rất đại. Đây, ủa này là mình bọc từ hồi nhỏ hay là sao anh? Anh hướng mà có trái nắng không? Không đâu, chắc nè, hướng gọi qua giờ là không sao, em ngược lại nó trái. Nè cả nhà ơi. Ổi này rất là ngon. Có hột không ta? Có mà ít. Nhỏ xíu vậy nè. Có mà ít chứ không có như ổi hột kia, ăn đại gì không có thuốc nha, đâu sợ. Thuốc. Rồi, không. Hầm hơi á. Hầm hơi, không có thuốc nha cả nhà ơi. Lại mời cả nhà nha. Nè, giờ cạp thử miếng đi. Thôi anh cạp đi. Anh tính ăn với em này mà này đâu đâu bẻ được. Cạp đại gì đâu mới ấy chứ. Sao mà bẻ được anh? Nó ngọt. Nó giòn không? Nó chín rồi. Nó hơi mềm. Nhưng mà nó ngọt dữ lắm. Nó ngọt như đường luôn á. Nè, giờ thử đi. Chín hơi mềm hay là? Chín mềm. Thơm. Mà nó thơm dữ lắm nha. Mùi ổi hồi xưa á. Đúng rồi, nó rất là thơm nha cả nhà. Nó thơm mùi ổi hồi xưa. Càng cạp vô là tưởng tượng như ăn dưa hấu vậy, nó đỏ vậy nè. Mà nó ngọt nữa anh. Cả nhà thấy không? Ngon ác không? Ngọt ngay luôn. Wow. Một trải nghiệm thật tuyệt vời. Bây giờ là sẽ cho cả nhà xem nè. Gió, mưa, gió, ồ em thấy cãi quá trời luôn định tính. Trời ơi, uổng giờ chưa cả nhà. Cả nhà ơi xem nè cả nhà ơi. Có gió ngã gãi hết mấy cái hỏi uổng giả mang không? Mưa lớn hả anh? Ở đây mưa 2 3 tiếng hồ luôn mà. Trời ơi. Trời ơi uổng quá. Cái này chín quá nó có bị dòi không anh Tính? Không, không dòi luôn. Thôi anh Tính ngã quá trời luôn anh Tính. Từ giờ ngã ngã tới. Anh em thấy mấy cái này lại như nó chín hết rồi phải không? Nó vàng vàng kìa. Không kịp mà. Trời ơi, uổng quá. Với lúc mà nắng nhiều quá, mưa xuống lấy nước màu thối lắm. Nó ngò nước á. Không có con dòi nào hết trơn á. Wow, thường thường ổi á, cái màu quá đẹp. Thường thường ổi mà chín vậy nè là dồi rất nhiều. Nhưng mà thơm cái mùi ổi hồi xưa bọc ha. Bọc lại, đúng rồi. Này bọc là đâu có dồi sợ. Cái này là cỡ bao lâu mình bọc anh nó ra trái á. Ra trái mình coi cả cảnh cái á. Vậy là mấy đứa này bọc trễ rồi hả? Bự hơn chỗ này chút nè. Bự hơn này chút. Bự cỡ vậy là bọc phải không? Cỡ vậy bọc cũng được mà để bự. Nè, em thấy cái này không có bọc nè. Sốt. Hồi còn nó cả nhà thấy không? Một cây mà anh đếm coi mấy chục trái luôn á. Hai mấy 30 ngàn một ký. Trời là ơi. Bán tại vườn á. Nhưng mà ổi này em thấy ngoài chưa có bán. Ở ngoài chưa có. Ủa vậy luôn hả? Ổi này ngoài chưa có bán luôn hả? Em thấy chưa? Ngộ ta. Đi mà mừng ăn đồ độc quyền hả em? Ngon quá. Anh ăn hết đấy đó, anh no tới chiều luôn. Ở này á là mình trồng bao nhiêu năm anh? 6 tháng có trái. 6 tháng là có trái. Rồi không có đem về cho chúng cây đó. Đó em có thấy. Mình có thu hoạch một bao nhiêu 6 tháng có trái rồi bao nhiêu lâu nó mới chín? Từ hồi bọc tới chín chắc 1 tháng quá. 1 tháng và 25 ngày. Tại bọc vô nó mau lớn lắm. Là có xịt thuốc gì không ta? Hồi cỡ trái nhỏ này mình xịt một lần thuốc sâu rầy đồ thôi rồi mình bọc là không xịt nữa. Ủa cái này lái vô mua hay là anh em đi? Lái cũng có mà chở đi cũng có. Thơm lắm. Chở lên Sài Gòn giao mới chở được món đó. Em thấy Long An mình chưa ai bán hết á. Hổng mới đem về Long An đựng cho bán thử á. Này là 6 tháng. Còn cái này là thanh long này là 12 tháng là có trái. Quá trời đã luôn. Ha, bây giờ là vợ lại đang hái ổi. Chào cả nhà. Hai vợ chồng lại sẽ mua vài ký về. Trời ơi đã ghê chưa? Ôi. Này em lựa cỏ trái gì là được phải không? Rồi. Nè. Em mua rồi em lột cái bao ra luôn đi. Thôi, lột bao nó bị dập ổi á. Hả? Nó cạ nha, nó dập á. Vậy hả? Đúng rồi, mình để về nhà là mình lột. Rồi, ok. Đó, bây giờ là vợ lại với anh Tính sẽ đi hái ổi. Hái vài ký. Hái mấy cái nhánh mà gãi gãi nè, để mốt nó chết luôn uổng em. Nãy coi nào tôi hái không kêu gì ăn. Trời ơi, anh Tính tự nó rụng luôn rồi anh Tính. Gãi chết á. À, nè, tại nè, vì ba chùm này nè, coi coi. Này không gió quá trời nhưng mà mưa gió. Wow. Dịch ra vợ.
Quá trời đã luôn rồi. Nè. Trời ơi. Ngon quá. Nhật bà hai hồn bà về bà kêu mua bà 40-50 kg vậy nữa. Trời đất ơi. Đem ở Sài Gòn hả anh Tính? Ừ. Anh Tính đem nữa. Trời ơi, coi chim nó ăn kìa. Đã quá. Lần đầu tiên em đi mua ổi mà em hái ổi vậy luôn đúng không dạ? Đúng rồi. Lần đầu tiên được thích được hái ổi này. Wow. Nè, cái vàng vàng hết rồi nè. Ừ. Nó vô nước nè. Nè. Thích không? Lắm. Cái này là ngọt cực. Em hái hai trái mà anh Tính hái rồi cá bạch rồi kìa. Tại vì anh Tính làm hơn em phải lụa. Ồ, em Tính hái được còn cá bạch luôn rồi rồi cả nhà ơi. Thôi mà là trái nó to quá. Luôn rồi. Sao gió vậy mà gãy tới mức độ gãy dữ vậy ta? Trái nhiều quá. Trái nhiều quá, nặng ha, nặng. Bị quằn. Wow. Chắc đủ 5 kg ha anh Tính. Rồi, chắc đủ rồi đó. Wow, đã quá trời. Thôi bây giờ hai vợ chồng lại sẽ đi vòng vòng tiếp nha. Cuối cùng cũng hái được một bịch ổi. Như vậy là chú già ha, tại sao đầu non anh Tính? Như vậy này còn non phải không? Ừ, còn... Là mình bịch sót. Không, tại mình bọc sót nó không lớn. À. Nó già nữa. Ủa, bịch sót không lớn hả? Không. Vậy em hái cái này thử nha. Ừ, thử hái lại đi. Rồi, ăn luôn coi. Cắn miếng em, coi. Đứng dậy ăn miếng coi. Bịch mới lớn mà không bịch không lớn ha. Ừ. Đúng rồi, nó chín giòn rồi ha. Ừ, chín giòn. Bọc sót á. À, nó chậm hơn ra, nó không lớn bằng ta. Ôi đã quá. Mốt cái này mình rào lại mình cho làm khu du lịch. Cái này thú luôn à. Tham quan khu du lịch sinh thái ở đây luôn anh Tính. Rồi. Rồi rồi, đi vô. Đi. Cái này cái dây nó cũng giống như cái hàng ruột đỏ với ruột trắng, nó cũng tựa tựa chứ nó cũng đâu khác gì mấy đâu hả anh ha. Ờ mà nhìn cái con á, cái con non á. Ê, em thấy làm như cái con non này nó khác nè anh. Cái màu nó không xanh mà cái màu nó kỳ á. Cái nhánh nó cũng khác nữa. Nó y chang nó bị non quá luôn cây ha. Cây này chưa có chín tới nào ha. À đúng rồi, y chang non vậy đó. Ờ, có cây này nè. Cây này là nhiều nhất luôn nè. Cây này là 6 trái nè. Cả triệu bạc cây này. Mai mốt là sẽ lên chục triệu. Tại Thanh Long ở cái đất Long An này cả nhà ơi, rất là ít. Và hình như là lại mới thấy được có chỗ này trồng thôi, chứ ở khu của lại ở là không có luôn. Không có cái giống thanh long này. Rồi. Rồi bây giờ thì thôi lại sẽ cho cả nhà mình xem thử cái vườn trái na thái á, mà nó chưa chín nha. Chưa có trái nữa. Ừ, nó chưa có trái luôn chứ sao chín được. Chừng nào nó mới có trái anh Tính? Thì nó ra bông nó phải thân như ngày quá nó mới đậu trái quá. Nó đã thu hoạch được đợt nào chưa anh? Rồi thì được 2 lần rồi. À, thu hoạch được 2 lần. Nhiêu ký anh? 80 ngàn. 80 ngàn đến 100. Mà mình đi bỏ chắc 80. Mà đi sợ đi bỏ lên chợ đó, nó bán 100 mấy vậy. Trời, cũng mắc quá trời luôn ha. Nè cả nhà, cái trái xanh đó nè. Màu cũng đẹp hơn cái màu nó đậm như ruột trắng vậy đó. Mấy ngày tuổi á. Cái này là ruột trắng nha, da vàng nhưng mà ruột màu trắng nha quý vị, chứ không phải là da vàng ruột vàng nha. Phải có chín mình mua một trái ha. Ồ. Nó mới chín rồi ăn nó. Mua về vú được không? Đâu, vú ăn sao ăn? Chắc nó bị héo ha. Thôi để tới lúc thu hoạch đi. Em xin lên đây xem cho cả nhà xem cái lúc thu hoạch là lúc cắt thanh long á để đi bán á ha. Là sẽ cho cả nhà mình xem thử nha. Em thấy trồng trồng có cây gì nữa đó. Cái này hả? Không có, em thấy mãng cầu với có sen gì nữa phải không? Đu đủ. Đu chơi chứ. À, mãng cầu với đu đủ. Mãng cầu này thì nó chưa có trái quý vị ơi. Tao cũng có ổi nữa nè. Nè, thanh long nè, trái này nè. Cũng chưa chín luôn.
quá mình trời. Mình biết không xịt thuốc nhiều, gãi que rồi nè ha. Gãi que là do mình ấy đâu, làm gãi. Xịt thuốc gì đâu nghe nó đâu có dài đâu. Dạ. Yeah. Này mình cũng trồng 4 hôm luôn đúng không anh? Ừ, 4 hôm. Này đúng hành long sạch luôn. Wow, thích quá. Ỏi ghép dưa hấu. Đó mua hết gánh vô đây là 250 triệu mà nó 4 tấc về cắt làm 2 cộng mới được 500 trụ đó. 250 triệu mà có 1000 nhánh nè, à. Nhánh 4 tấc nha. Một nhánh 4 tấc. Ừ. 4 tấc là cỡ 2 gang tay. Ờ 2 gang. 2 gang tay. Là nè em thấy trồng khúc không ạ? À? Về cắt rất là làm hai á. Ê, em thấy làm như cái trụ xi măng nó ngắn hơn đúng không ta? Trồng có 1 mét mấy hả? À. Ờ, em nhớ nhà cái trụ xi măng cao lắm. Cái này là trồng hết 500 trụ này là vốn hết nhiêu ta? Tiền nhánh không là 250 triệu. Trời đất ơi. Tiền nhánh không nha, chưa đến tiền trụ sạn này công cán là mần nữa. 250 triệu mà mốt bán lấy lại mấy hồi ta? Nó đậu thì, trái. Thì nhánh này không lại bán lấy năm công đất mốt mà nó đậu nó cũng ra mấy tấn hay lông chứ đâu phải ít ha. Ừ, cái này mà nó già cái nữa 500 trụ này tại nào phải 3 tấn 4 tấn. Ủa. Mà 1 kg 300 ngàn, 1 tấn là ủa, 1 kg 300, 10 kg 3 triệu. Tấn 30. 1 kg là 30. Ủa, tấn là 300 triệu. Ủa 300. Lộn. Bán một lần cả tỷ bạc. Nhưng mà 2 tháng rưỡi thu hoạch đúng không anh? Cái này cũng sông đèn bình thường luôn mà đúng không? Sông đèn như lục trắng. À, cái này vẫn sông đèn bình thường luôn nha cả nhà ơi, nhưng mà cái này hàng tơ là chưa có xong. Để cho cắt hết đợt trái này. Qua Tết quá, qua Tết chạy một cây. Qua Tết là chạy một cây đèn nha. Đó. Thôi bây giờ để dịp khác lại lên thu hoạch thanh long và là sẽ cắt cho cả nhà xem nha. Thì bây giờ thì mình đã xem được cái vườn thanh long như thế này rồi. Đó là thanh long ruột vàng, có 102 luôn trời ơi, lại mới thấy từ nhỏ tới lớn mới thấy luôn á. Xem trên mạng thì thấy mấy cái mà tự lại tưởng đâu không phải, với lại cái ổi này, ổi ruby. Ổi ruby nha. À, hôm nay cảm ơn anh Tính ha, anh Tính là con của bác Hai ở bên vợ lại á, thì đã có thể chia sẻ cái khu vực trồng thanh long này và cái cách chăm sóc và trái thanh long như thế nào sao, lại cũng cảm ơn anh. Thôi bây giờ lại và anh Tính xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ lại nha. Bye bye mọi người.